Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch dạy trực tuyến bậc tiểu học trong 10 tuần đầu năm học mới. Theo đó, các trường tổ chức thực hiện ở tất cả các môn học, hoạt động giáo dục, tập trung chủ yếu cho môn tiếng Việt và toán. Thời lượng mỗi video clip không quá 15 phút đối với lớp 1, 2, những khối lớp còn lại không quá 20 phút. Riêng đối với môn tiếng Việt lớp 1, giáo viên có thể thiết kế một số bài theo hình thức làm quen, còn lớp 2 thì thiết kế thêm một số bài ôn tập. Theo Sở Giáo dục Đào tạo, việc này nhằm xây dựng nguồn tài nguyên dạy học cho giáo viên, hỗ trợ học sinh học và ôn tập trong thời gian nghỉ học phòng chống COVID-19 và giúp cha mẹ hướng dẫn con học tại nhà.